Và kính thưa quý vị, Tổ chức Y sĩ Thế giới làm cây Giáng sinh bằng hộp sữa hộp, tên từ Athens. Ở trung tâm thủ đô Athens đã có một cây Giáng sinh khác thường. Cây Giáng sinh này được làm bởi sữa lon và sữa hộp. Số sữa này đều được do người địa phương quyên tặng. Hội Y sĩ Thế giới tại Hy Lạp đã ra sáng kiến tạo cây Giáng sinh khi cuộc khủng hoảng bắt đầu cách đây 3 năm. Hội Y sĩ Thế giới đã điều hành những bệnh xá phí và số người nhờ để chữa bệnh ngày càng đông. Những người tới bệnh xá là người di dân, nhưng ngày hôm nay thì đa số bệnh nhân là người Hy Lạp. Chủ tịch của Hội Y sĩ Thế giới là bác sĩ Nikitas Kanakis nói rằng vấn đề rất trầm trọng. Theo tài liệu của Liên Âu thì cứ mỗi 4 em bé Hy Lạp có một em sống dưới mức nghèo. Càng ngày bệnh nhân trẻ của Y sĩ Thế giới càng tăng và càng có nhiều trẻ em Hy Lạp. Các em đã không có gì để ăn. Một lon sữa có thể tạo sự thay đổi cho một gia đình. Bà Fontini Frankis Katu là một công chức làm việc ở sở di trú, đem tới 2 bao sữa và nói rằng đang có khoảng trống lớn trong việc chăm sóc trẻ em di dân và cả trẻ em Hy Lạp. Hội Y sĩ Thế giới đã làm việc rất có ý nghĩa nên bà ta sẵn sàng để đóng góp. Kể từ ngày bắt đầu khủng hoảng, mức nghèo của Hy Lạp đã lên tỷ lệ là 20% và nạn thất nghiệp đã lên con số là 26%.